Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin Vietnam Sport ngày 24 tháng 12 năm 2021. Trước khi đến với những thông tin chi tiết xuất hiện trong bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Vietnam Sport, nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất, những cập nhật liên tục về bóng đá Việt Nam mỗi ngày. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Trọng tài sử ép đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã gây bất ngờ khi cất Tiến Linh, Văn Đức trên băng ghế dự bị, xếp vào đôi công Phượng, Văn Toàn trên hàng công cho hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam ở chiều này. Tuy nhiên, cách tiếp cận của đội tuyển Việt Nam không thay đổi, đó là chơi chắc chắn, rình rập để tận dụng sai lầm của đối thủ. Nhưng khi đang tạo ra một thế trận tương đối chắc chắn, đội tuyển Việt Nam bất ngờ mắc sai lầm. Phút thứ 14, Thái Lan có pha phản công nhanh ở cánh trái, Hồng Duy có tình huống trượt chân tai hại, tạo cơ hội cho Charatip Song Kwasin băng xuống, đánh bại Nguyên Mạnh cho pha đối mặt. Sau bàn thua, tuyển Việt Nam nỗ lực chiếm lại quyền kiểm soát ở tuyến giữa để giảm sức ép của Thái Lan. Sau nhiều tình huống hãm thành kém hiệu quả, đội tuyển Việt Nam lại phải trả giá với bàn thua thứ hai. Bộ ba Terasin Dangda, Charatip Song Kwasin và Sarach đập nhả đẹp mắt, loại bỏ tuyến hậu vệ của đội tuyển Việt Nam, tạo cơ hội để Charatip băng xuống, ghi bàn thắng thứ hai. Tuyển Việt Nam lại dồn lên tìm kiếm bàn gỡ và suýt chút nữa tìm thấy mảnh lưới của Chắc Chay, nhưng cú đá phạt của Quang Hải đưa bóng đi dội cột dọc rất đáng tiếc. Huấn luyện viên Park Seo sau đó tung Văn Đức, Tiến Linh và cả Hà Đức Chinh vào sân trong hiệp 2 để giúp đội tuyển Việt Nam có thế trận tấn công khởi sắc hơn. Trong khi đó, Thái Lan chủ động chơi chậm để bảo vệ cái biệt hai bàn. Phút 69, lại là Quang Hải đánh dấu ngày thi đấu kém may mắn khi tung ra cú cứa lòng rất đẹp mắt nhưng lại đưa bóng đi trúng xà ngang. Sau đó ít phút, tuyển Việt Nam có pha phối hợp tốt ở cánh phải nhưng trọng tài viên bắt Việt vị sai, khiến cho cơ hội của thầy trò huấn luyện viên Park Seo trôi qua. Đội tuyển Việt Nam gây sức ép lớn trong những phút còn lại. Quang Hải chọc khe cho Văn Đức trong tình huống khá thuận lợi, nhưng tiền đạo màu số 20 lại không thể đưa bóng đi trúng đích dù đã ở rất sát cầu môn. Phút 83, Duy Mạnh phạm lỗi trong vòng cấm, giúp cho Thái Lan được hưởng phạt đền. Charatip sau đó thì không thể đánh bại Nguyên Mạnh, bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-0. Cuối trận, trọng tài tiếp tục sự ép đội tuyển Việt Nam khi từ chối cho chúng ta hưởng phạt đền, dù hàng thủ của Thái Lan đã móc nối rõ ràng. Đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều điều phải làm nếu muốn tạo ra được bất ngờ và lội ngược dòng ở màn tái đấu vào tối 26 tháng 12. Cầu thủ Thái đánh Quang Hải, vật ngã Văn Toàn, trọng tài vẫn không rút thẻ đỏ. AFF Cup 2020 không áp dụng VAR như vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của châu Á. Bởi vậy, có không ít những quyết định của các trọng tài bị đặt dấu hỏi lớn về tính chính xác của nó. Riêng trong 11 trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, việc đội bóng xứ chùa vàng không nhận một tấm thẻ đỏ nào cũng gây ra nhiều tranh cãi. Tình huống đầu tiên xảy ra ở phút thứ 19 khi Thái Lan đang dẫn trước 1-0, Therathon Buathan vung tay vào mặt Quang Hải, trợ lý trọng tài đứng ngay bên cạnh nhưng không có quyết định thổi phạt nào. Cuối hiệp 1, thủ môn Chắc Chay lao ra ngoài vòng cấm kéo ngã Văn Toàn rồi ôm bóng. Đây là tình huống mà nếu như tiền đạo của đội tuyển Việt Nam vượt qua, anh hoàn toàn có thể ghi bàn. Dẫu vậy, trọng tài chỉ rút ra thẻ vàng cho thủ môn của Thái Lan. Huấn luyện viên Park, trọng tài nên xem lại trận đấu. Sau khi để thua Thái Lan 0-2 ở lượt đi bán kết AFF Cup vào tối ngày 23 tháng 12, huấn luyện viên Park Seo đã tỏ ý hướng đến vị trí trọng tài chính. Tôi không muốn nhắc đến vấn đề trọng tài nữa, chỉ mong ông ấy nếu có cơ hội nên xem lại bằng hình trận đấu. Huấn luyện viên Park Seo nói trong buổi họp báo sau trận đấu ở trên sân vận động quốc gia Singapore. Rất khó để tôi bình luận về các quyết định của trọng tài. Tôi chỉ kiến nghị với ban tổ chức là hiện nay công nghệ VAR đã được sử dụng rộng rãi, chúng ta nên áp dụng để xem xét các tình huống gây tranh cãi. Hy vọng ở giải tới sẽ có VAR để hỗ trợ các trọng tài đưa ra quyết định chính xác. Trọng tài chính người Qatar, ông Ali Al Ada, đã đưa ra nhiều quyết định gây tranh cãi, đa số là bất lợi cho đội tuyển Việt Nam. Ông bỏ qua nhiều tình huống mà cao thủ Thái Lan đánh nguội, trong đó có việc Therathon đánh cùi trỏ với Quang Hải. Ông chỉ rút thẻ vàng khi mà thủ môn Chắc Chay phạm lỗi ngoài vòng cấm địa, ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt của Văn Toàn trong hiệp 1. Cuối hiệp 2, trọng tài này thổi phạt đền sau pha va chạm không thực sự rõ ràng giữa Đỗ Duy Mạnh và Subhachai, đồng thời từ chối cho Việt Nam hưởng phạt đền dù một cầu thủ Thái Lan để bóng trọng tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài chính cũng không thổi phạt trung vệ Quế Áo Hải sau khi sút bóng vào mặt Suachok khi đối thủ nằm sân. Đôi bên đều gặp áp lực tâm lý chứ không riêng gì Việt Nam. Đây là trận đấu giữa hai kỳ phùng địch thủ. Dù thua 0-2, cao thủ Việt Nam đã nỗ lực hết sức. Tôi chỉ tiếc là bàn thua đầu tiên vừa đến sớm, vừa dễ dàng dành cho Thái Lan quá. Huấn luyện viên Park Seo đồng thời tỏ ý bênh vực hai hậu vệ biên Văn Thanh và Hồng Duy. Cả hai đã làm tốt vai trò của mình. Tất nhiên, họ có sai sót, nhưng đó là điều bình thường trong bóng đá. Khi được hỏi liệu Việt Nam có thay đổi gì ở trận lượt về vào chủ nhật 26 tháng 12 hay không, ông trả lời: "Sau trận thì các trợ lý của tôi đã động viên cao thủ là còn lượt về nữa. Khoảng cách hai bàn vẫn có thể san lấp bất kỳ lúc nào. Ngày mai tôi sẽ gặp cao thủ để trao đổi, thảo luận về trận đấu vừa qua và đưa ra kế hoạch cho lượt về. Việt Nam vẫn đủ sức đưa cuộc đấu trở về thế cân bằng." Huấn luyện viên Thái Lan: "Kết quả hoàn hảo nhưng chưa ngã ngũ." Huấn luyện viên Mano Poking hài lòng với thắng lợi 2-0 trước Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020 tối ngày 3 tháng 12, nhưng vẫn dè dặt vì vẫn còn trận lượt về. "Tôi nghĩ quan trọng là Thái Lan đã thắng một tỷ số hoàn hảo, nhưng mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ. Chúng tôi vẫn phải tập trung tối đa, chuẩn bị một kế hoạch thật tốt cho trận lượt về vào ngày 26 tháng 12. Do dẫn 2-0 từ hiệp đầu, tôi thay đổi một chút sau 15 phút giải lao, cho Thái Lan chuyển sang đá phòng ngự phản công.
chúng tôi có một số cơ hội để ghi thêm bàn thắng nhưng không tận dụng được. Dù vậy, trận đấu nhìn chung vẫn tốt. Chúng tôi sẽ có thời gian nghỉ, chỉnh sửa cho trận đấu tới. Tuy nhiên, ông Poking cũng thừa nhận Thái Lan ít nhiều may mắn khi có bàn thắng sớm từ tình huống trượt chân của Hồng Duy. Pha bóng đó đúng là một bước ngoặt quan trọng của trận đấu này. Hậu vệ đối phương đã mắc lỗi và chúng tôi may mắn khi tận dụng được cơ hội đó để mở tỷ số. Tuy nhiên, bàn thắng thứ hai của Thái Lan thì quá đẹp vì cao thủ của tôi đã phối hợp rất nhịp nhàng. Tôi rất vui khi chứng kiến pha làm bàn đó. Chanathip tiết lộ việc bị Quý Ông Hải chơi chiều dẫn đến trượt pen. Ở buổi báo sau trận đấu, khi được hỏi về việc Quý Ông Hải đã nói gì khiến cho mình đã hỏng phạt đền, Chanathip chia sẻ: "Trước khi tôi bước lên thực hiện, cậu ấy có ghé vào tai tôi và bảo rằng sẽ không còn thắng đâu anh bạn. Tôi xin lỗi vì đã bỏ lỡ quả phạt đền, nhưng tôi vẫn có sự tự tin cho những trận đấu tiếp theo." Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền, đội tuyển Việt Nam xứng đáng được hưởng penalty. Trưởng ban trọng tài VFF ông Dương Văn Hiền cho rằng đội tuyển Việt Nam xứng đáng được hưởng một quả penalty khi Quang Hải bị ngã trong vòng cấm. Nói về công tác trọng tài trong trận bán kết giữa Việt Nam và Thái Lan tại lượt đi AFF Cup 2020, trưởng ban trọng tài của Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông Dương Văn Hiền chia sẻ: "Tôi cho rằng trận này có những quyết định không đúng đến từ trọng tài chính mà chúng ta cần phải phân tích lại. Thứ nhất là tình huống thuộc phạt đền của đội tuyển Việt Nam. Đây là va chạm rất bình thường. Duy Mạnh lao ra đá chưa trúng bóng nhưng cầu thủ Thái Lan đã có hành vi ập vào người Duy Mạnh. Tôi cho rằng trọng tài nhận định sai và Việt Nam không đáng phải chịu penalty." Tiếp đến ở cuối trận, hậu vệ có tác động dùng tay để cản Quang Hải trong vòng cấm. Đấy là cơ sở rất tốt để thổi phạt đền. Còn về tình huống cầu thủ Thái Lan phá bóng và để bóng chạm tay trong vòng cấm là rất bình thường. Ở tình huống này, trọng tài không thổi phạt Thái Lan cũng là đúng. Cầu thủ chủ động chơi bóng mà có chạm tay mình sẽ không thổi phạt. Duy Mạnh khó đá trận lượt về với Thái Lan, hàng thủ Việt Nam khủng hoảng. Duy Mạnh đã phải rời sân bằng cáng. Theo chẩn đoán ban đầu, anh nhiều khả năng bị chật khớp vai phải. Cơ hội để thi đấu phần còn lại của AFF Cup 2020 cũng là vô cùng thấp. Ở tình huống đó thì Duy Mạnh va chạm với Subhachai. Không chỉ bị đau, Duy Mạnh còn khiến đội tuyển Việt Nam nhận quả phạt đền. Rất may là Nguyên Mạnh sau đó đã xuất sắc cản phá cú sút của Chanathip. Duy Mạnh chấn thương khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo thêm đau đầu. Trước trận ông đã mất hai trung vệ là Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng vì chấn thương. Đình Trọng nhiều khả năng cao sẽ nghỉ đến hết giải, trong khi Tiến Dũng đang phải chạy đua với thời gian, hy vọng kịp trở lại ở trận bán kết lượt về với Thái Lan vào ngày 26 tháng 12. Lực lượng sức mẻ trong khi đội tuyển Việt Nam đang để đối phương dẫn trước với tỷ số là 2-0. Trận đấu tới, đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ dồn lên tấn công, ít nhất phải giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn để nuôi vọng lọt vào chung kết. Ngoài vấn đề chấn thương, cầu thủ đội tuyển Việt Nam đang suy giảm thể lực. Trong 3 ngày tới, ngoài chiến thuật, việc hồi phục thể trạng của nhóm cầu thủ đá chính sẽ là quan trọng nhất. Thưa quý vị, là chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Việt Nam Sport ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.